con lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc quyền mơ. Một bài thơ trìu mến ân tình được nét đơn sơ, hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Thiên trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm, tình Ngài như trời sáng soi đường nhịp bước êm đềm. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Thiên trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Trước hết chúng con kính thưa cha Vinh Sơn, cộng đoàn chúng con rất là vui mừng được cha hôm nay về dâng thánh lễ và chia sẻ chuẩn bị tâm hồn cho chúng con mừng đại lễ phục sinh. Cộng đoàn chúng con đã đón chào cha bằng một tràng vỗ tay thật lớn. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bạt là dòng linh mục Thánh Tâm Chúa Giêsu. Hiện nay cha đang làm công tác phục vụ của nhà dòng, coi sóc một trường tình thương khoảng 300 em, giáo dục các em trong tiểu học để các em biết chữ, cũng như là giúp đỡ những cái em khó khăn trong cái đời sống vật chất. Cha cũng rất là ưu tư đến việc giáo dục giới trẻ, và cha bận tâm trong nhiều công việc mục vụ để lo cho cộng đoàn giáo xứ chúng ta nữa. Cha rất là ưu ái với giáo xứ chúng ta, cha thường về dâng thánh lễ cũng ngày thường và đặc biệt là ngày Chủ nhật. Chúng ta đón mừng cha thêm một tràng vỗ tay nữa để chúng ta cùng với cha trong những ngày tĩnh tâm hôm nay. Thưa cha Vinh Sơn, chúng con rất là vui khi được cha nhận lời để giảng tĩnh tâm. Con rất là thích cái bài giảng của cha. Cha có nhiều cái ưu tư, trong đó chúng con thấy cũng là ưu tư cho cộng đoàn giáo xứ, giáo xứ Vĩnh Hòa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy những người thu thuế và những kẻ tội lỗi đến gần Chúa Giêsu để nghe người giảng. Thấy vậy những người biệt phái và luật sĩ lẩm bẩm rằng: ông này đón tiếp những kẻ tội lỗi và cùng ngồi ăn uống với chúng. Bấy giờ người phán bảo họ dụ ngôn này: người kia có hai con trai. Đứa em thưa với cha rằng: thưa cha, xin cha cho con phần gia tài thuộc về con. Người cha liền chia gia tài cho các con. Ít ngày sau, người em thu nhặt tất cả của mình, chạy đi biển xa và ở đó ăn chơi xa xỉ, phung phí hết tiền của. Khi nó tiêu hết tiền của thì vừa gặp nạn đói lớn trong biển đó, và nó bắt đầu cảm thấy túng thiếu. Nó vào giúp việc cho một người trong biển. Người này sai nó ra đồng chăn heo. Nó muốn ăn những đồ cặn bã heo ăn cho đầy bụng, nhưng cũng không ai cho. Bây giờ nó hồi tâm lại và tự nhủ:
biết bao nhiêu người làm công ở nhà cha tôi được ăn uống dư dật, còn tôi ở đây phải chết đói. Tôi muốn ra đi, trở về với cha tôi và thưa người rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Xin cha đối xử với con như một người làm công của cha. Vậy nó ra đi và trở về với cha nó. Khi nó còn ở đàng xa, cha nó chợt trông thấy, liền động lòng thương. Ông chạy ra ôm choàng lấy cổ nó, vào hôn nó hồi lâu. Người con trai lúc đó thưa rằng: Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha, con không đáng được gọi là con cha nữa. Nhưng người cha bảo đầy tớ: Mau mang áo đẹp nhất ra đây và mặc cho cậu. Hãy đeo nhẫn vào ngón tay cậu và xỏ giày vào chân cậu. Hãy bắt con bê béo làm thịt để chúng ta ăn mừng, vì con ta đây đã chết nay sống lại, đã mất nay lại tìm thấy. Và người ta bắt đầu ăn uống linh đình. Đó là lời Chúa. Quý ông bà, anh chị em thân mến, hôm nay là ngày đầu tiên trong buổi chia sẻ tĩnh tâm, cho nên trong tĩnh tâm thì chắc chắn chia sẻ nó có dài hơn một chút, nên chúng ta cố gắng hy sinh lắng nghe một chút vì Chúa hả? Cái đề tài mà con chọn cho buổi tĩnh tâm ngày hôm nay đó là sự trở về. Chúng ta biết mỗi khi chúng ta đi xa nhà, chắc chắn ai cũng đều mong muốn được trở về với gia đình. Ở đó có vòng tay yêu thương của người mẹ, có trái tim trắc ẩn nhân hậu của người cha, có tiếng cười của những anh chị em, và có cả những gương mặt thân quen của những người hàng xóm, những người ở khu phố gần nhà với chúng ta. Và như thế, trong những chuyến đi xa nhà, khi được trở về, luôn mang lại niềm vui háo hức cho cả người trở về lẫn người đang mong chờ tại quê nhà. Đó là sự trở về theo cảm xúc tự nhiên mà chúng ta thường thấy trong mỗi chuyến đi xa nhà. Con cũng đã từng trải qua rất nhiều cuộc ra đi rồi lại trở về. Một trong số đó có lẽ cuộc trở về sau rất nhiều năm tháng tu học ở nơi xứ người là ấn tượng hơn cả. Cảm giác lúc đó thật sung sướng lạ lùng, không sao diễn tả, khi biết mình sắp được trở về quê hương. Ba mẹ con cũng mong ngóng, hồi hộp, vui mừng không kém, đến nỗi vui quá gặp ai cũng khoe là cháu nó sắp được trở về. Cha mẹ háo hức đến mức ngồi đếm từng ngày để mong ngóng, mong hồi con sẽ được trở về, sẽ được tận mắt nhìn thấy người con của mình. Tuy nhiên, trong cuộc sống của chúng ta có những cuộc trở về không hề dễ dàng một chút nào. Khi mà bàn tay của mình đã bị nhúng chàm, khi mà chúng ta đã phạm tội, sự trở về như vậy sẽ mang lại sự nặng nề, xấu hổ cho cả mình lẫn cha mẹ, và thậm chí cho cả dòng tộc. Một anh bạn cùng lớp học thần học với con, sau khi cùng tốt nghiệp ra trường sau 10 năm tu học, cha mẹ anh ta và mọi người ở nhà
đều vô cùng hạnh phúc và mong đợi sự trở về của người con mà vốn được xem là sự tự hào cho cả dòng tộc. Họ nghĩ rằng người con quý tử ấy nếu cứ tính theo năm tháng thì hẳn sẽ sắp được trở về, sắp trở thành một linh mục. Không chỉ ba mẹ anh em họ hàng vui mừng mà còn cả làng xóm hãnh diện. Đùng một cái, anh ta đánh lộn nhau và bị đuổi ra khỏi nhà dòng. Anh ta không còn cách nào, đành phải trở về. Cuộc trở về trong tâm trạng vô cùng nặng nề, đầy áp lực. Ba mẹ anh em họ hàng thì lịm đi vì sự thất vọng, vì do bị dư luận quá lớn. Họ xấu hổ tới mức phải đi tìm chỗ ở mới. Một sự trở về như vậy đầy nước mắt và đau khổ. Tâm trạng rối bời trên đường trở về của anh bạn sau khi bị đuổi khỏi nhà dòng cũng phần nào tương tự tâm trạng của cuộc trở về của người con thứ trong câu chuyện Người Cha Nhân Hậu. Câu chuyện nói về một người cha có hai người con trai. Chúng được sinh ra trong một gia đình giàu có tới mức có của ăn bát đẻ, cũng như con ăn đầy tớ phục vụ, và có cả tài sản, đất đai, ruộng vườn, gia súc, thú vật đầy đàn. Tưởng chừng cuộc sống của gia đình này sẽ diễn ra một cách trong ấm ngoài êm và sẽ mãi mãi trôi đi tựa như dòng sông phẳng lặng của mùa thu không gợn sóng. Tuy nhiên, một ngày kia, chẳng hiểu vì lý do gì mà thằng con thứ trở nên thay đổi đến chóng mặt. Khăng khăng một mực đòi cha phải chia gia tài cho nó. Chúng ta biết rằng đối với những người Do Thái, chỉ khi nào cha mẹ chết đi thì lúc ấy con cái mới được phép chia gia tài. Đằng này, thằng con thứ nhất định một mực đòi chia gia tài ngay khi mà cha nó còn đang sống sờ sờ trước mắt. Và như vậy, chẳng khác nào nó mong muốn cho cha nó phải chết sớm quách đi cho rồi, để còn được tự do bay nhảy, đua đòi, ăn chơi với chúng bạn. Mặc dù cha nó rất buồn, không phải vì chuyện chia gia tài, nhưng là vì phải xa đứa con thân yêu đứt ruột mình đẻ ra. Trước cái thái độ khăng khăng một mực dứt áo ra đi của thằng con thứ, cha của nó vô cùng đau xót. Chắc chắn ông đã tìm đủ mọi cách rồi, nhưng không thể nào níu kéo nó được nữa. Vì yêu nên người cha đã cho đứa con quyền tự do để lựa chọn, trong khi người cha còm cõi ở lại nhà một mình, thì thằng con bất trị lại hả hê vui mừng ôm lấy những đồng tiền để đi ăn chơi đàn điếm với bạn bè mà không một lần nghĩ về cha, người đang chiều chiều lặng lẽ ra ngõ ngóng chờ tin con và hy vọng một ngày nào đó nó sẽ trở về. Thằng con bất trị đó sống xa mặt, cách lòng với cha của mình. Trong khi đó, nó đâu biết rằng cha nó tuy xa mặt nhưng lòng lại luôn hướng về mình. Rồi một ngày kia, khi nó ăn chơi đàn điếm phung phí hết tiền của, phải đi làm thuê cho một gia đình ở trong vùng, người ta sai nó ra đồng chăn heo,
nhìn thấy đàn heo được ăn, nó thèm khát tới mức ước muốn được ăn những thức ăn của bầy heo mà cũng chẳng có mà nhét vào bụng. Bụng đói thì đầu gối nó phải bỏ. Nó bắt đầu nghĩ về những người đang làm công cho cha mình. Họ được ăn no, họ được áo mặc đầy đủ. Phần nó ở đây không bằng một con heo. Nghĩ như vậy, nó quyết tâm đứng lên trở về với mong muốn trở thành người làm công cho cha nó mà thôi. Thưa cha, con thật đắc tội với trời và với cha, chẳng còn đáng được gọi là con của cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Dẫu biết rằng thằng con thứ đã lầm đường lạc lối, dẫn tới những ăn chơi trụy lạc, nhưng nó cũng có phần đáng khen vì dám can đảm đứng lên chấp nhận trở về. Một cuộc trở về không hề dễ dàng một chút nào. Chắc chắn nó đã mường tượng ra được tất cả. Nào là liệu cha nó có chấp nhận để cho nó trở thành một người làm công hay không? Nào là liệu anh nó có chấp nhận nó hay không? Liệu rằng nó có thể đứng vững trước mọi ánh mắt xăm soi, những lời nguyền rủa đổ dồn vào đầu nó hay không? Vân vân. Chắc chắn nó đã mường tượng được tất cả những tình huống xấu nhất, nhưng vẫn can đảm đứng lên quyết tâm trở về. Trên đường trở về với nhiều tâm trạng, cùng với những suy nghĩ lo lắng xen lẫn nhau, đúng hơn là trái tim của nó đôi lúc đã hóa đá, mất đi cảm xúc tình yêu đối với người cha đẻ của mình, nên đâu còn nhận ra được hình bóng người cha già. Mặc dù nó vẫn còn trẻ, mắt vẫn còn sáng. Trong khi đó, từ đàng xa, người cha ấy đã nhận ra ngay thằng con bất trị đi hoang đang trở về. Cho dù cha nó mắt đã mờ, chân đã chậm, thêm vào đó hình hài thằng con đã hóa thành thân tàn ma dại như xác không hồn, vậy mà bằng một trái tim nhạy cảm yêu thương đã mách bảo cho người cha ấy biết rằng đó chính là đứa con của ông. Người cha bỏ lại tất cả mọi thứ phía sau, chạy đến ôm chồm lấy đứa con bất thảo để mà hôn lấy hôn để. Người cha vui tới mức quên tất cả mọi tội lỗi của nó, không một lời than trách phàn nàn, ngược lại còn sai người mau mau mang áo mới ra mặc cho nó, mang giày mới để xỏ cho nó và mang nhẫn để đeo vào tay cho nó. Và như vậy, người cha đã phục hồi tước vị cho thằng con bất trị. Chúng ta biết rằng chiếc áo tượng trưng cho sự tôn trọng, đôi giày là dấu chỉ tư cách người tự do, nô lệ không được phép mang giày, còn chiếc nhẫn tiêu biểu cho quyền thừa kế. Cho nên trong trái tim người cha, thằng con đó luôn là đứa con đẻ của ông, luôn có một chỗ cao trọng. Dù nó có tội lỗi mấy đi chăng nữa, miễn sao nó thành tâm hối cải đứng lên và đi trở về với cha của nó. Hồi đó gia đình nghèo khó, mẹ mất sớm, cha tần tảo nuôi ba anh em nó lớn lên người. Nhà gần sông, nhưng cha nó đau ốm triền miên,
ít khi có được con cá mà ăn. Bữa nào có cá là bữa cơm đó thịnh soạn lắm rồi đối với anh em nó. Mỗi lúc ăn cá, cha thường bảo: để tao ăn đầu và xương cho. Tụi nó hỏi: tại sao hả cha? Và cha nói vẻ mặt nghiêm nghị: vì cha già rồi hay bị đau đầu, nên ăn đầu thì sẽ bớt đau. Cái này gọi là ăn óc bổ óc. Có vậy mà tụi mày không hiểu. Xương yếu thì ăn xương thì sẽ cứng cáp hơn. Có vậy mà cũng không hiểu sao ngốc thế. Nó và hai đứa em đinh ninh là cha nó nói thật. Đến bữa nó nhanh nhẩu xé đầu và xương cá bỏ vào bát cho cha. Ba anh em tranh nhau hết phần thịt. Anh em nó lớn lên có thể thay cha đi đò, đi sông, mò cua, bắt cá. Đời sống gia đình nó khấm khá dần lên. Chúng đã hiểu và đủ nhận ra cha của nó đã nói dối chuyện ăn đầu và xương cá. Bây giờ nó đã thành đạt, vợ đẹp, con ngoan. Dù cuộc sống hối hả, nhưng nó chẳng bao giờ phải thích ăn cái đầu hay miếng xương cá, vì vợ nó bỏ đi rồi, chỉ mang phần thịt lên mâm cơm mà thôi. Hôm nay là ngày giỗ lần thứ 10 của cha nó. Nhìn đến di ảnh ba gầy còm, nở một nụ cười tươi sáng. Nhìn con cá chiên to đùng, vàng tươm, vợ đặt trên bàn thờ, nó chợt bất giác rơi lệ. Một cơn đau từ đâu hiện về, nhói lòng vô tận. Nó phải giấu vợ con, quay mặt đi, lau nước mắt. Nhưng nó không thể xóa đi được hình ảnh, hình dáng người cha già còm cõi, siêu vẹo bước đi bên sông. Cha đi thả cá mùa nước nổi, rồi sau đó là những trận thương hàn triền miên hành hạ ông. Nó không thể xóa đi được cái ý nghĩ: nếu cha nó ăn nhiều thịt hơn thì đã không già yếu như thế, không chết sớm như thế. Vừa khấn vái, nó lại bất giác kêu lên những tiếng cha từ trong cổ họng. Quý ông bà, anh chị em thân mến, những câu chuyện về người cha nói ở trên phần nào vẽ lên một hình ảnh của người cha trên trời. Ngài là một người cha hết mực yêu thương. Còn người con thứ đại diện cho những hạng người như thu thuế, gái điếm, những phường tội lỗi, nhưng biết nhận ra những tội lỗi yếu đuối của mình và khiêm tốn đứng dậy, thật lòng ăn năn sám hối, quay trở về với Thiên Chúa. Ngài là một người cha giàu lòng xót thương, sẵn sàng chờ đợi, sẵn sàng tha thứ, sẵn sàng quên hết tất cả mọi tội lỗi. Chỉ cần chúng ta khiêm tốn nhận ra những lầm lỗi, những thiếu sót, những yếu đuối của mình, để rồi biết đấm ngực ăn năn hối hận, quay trở về với Ngài, thì cho dù là tội của chúng ta có lớn cỡ nào đi chăng nữa, có nặng cỡ nào đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn tha thứ và quên tất cả. Cha Francisco Trần An nói về chính mình rằng: tôi là một đứa con hoang đàn thời hiện đại. Thật vậy, từ một người nghiện cờ bạc, ma túy, rượu chè và tù tội, người đã hoán cải và hơn nữa trở thành một linh mục đan sĩ dòng Biển Đức, một tông đồ cho những con người hút chích nghiện ngập, muốn từ bỏ đường tội lỗi để sống xứng đáng với phẩm giá như là một con người. Còn Đức Giáo Hoàng Francisco có viết
về lòng thương xót của Chúa, Ngài nói: Thiên Chúa không bao giờ biết mệt mỏi để tha thứ tội lỗi cho con người. Chỉ có điều chúng ta mệt mỏi chạy đến xin ơn thứ tha lòng thương xót của Ngài mà thôi. Ước gì trong mùa chay thánh này, chúng ta cũng hãy biết khiêm tốn, nhận ra những yếu đuối, tội lỗi, những thiếu sót của mình, để đứng lên quyết tâm trở về với Thiên Chúa, giống như người con thứ sau những năm tháng đi hoang trở về, đã đứng lên trở về trong vòng tay yêu thương từ ái của người cha. Amen. Hân hoan lời tụng ca dâng Chúa khúc nhạc quyền mơ, một bài thơ trìu mến ân tình được nét đơn sơ. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn trời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai, trái tim thơ trả lại tình ca mến yêu muôn đời. Cho con mùa hồng ân yêu mến những ngày và đêm, tình Ngài như trời sáng soi đường nhịp bước êm đềm. Hân hoan lời tụng ca đoàn con dâng Chúa đêm ngày, hát cho muôn thế hệ hay người ca hồng ân Thiên Chúa. Muôn đời Chúa thương con người, ôi tình Chúa chẳng nhạt phai.